Còn tại các phường trên địa bàn quận Ngũ Hàng Sơn đã đồng loạt thiết lập các chốt kiểm soát trên các trục đường giao thông chính của quận. Các lực lượng trực chốt với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, bố trí thành viên giãn cách theo quy định, thực hiện việc kiểm tra giấy tờ đi đường, kiểm soát lượng người và phương tiện qua lại, kiên quyết yêu cầu quay đầu xe đối với những trường hợp lưu thông trong trường hợp không cần thiết và không cung cấp giấy tờ theo quy định cùng với các chốt kiểm soát cố định các địa phương trên địa bàn quận đã thành lập các tổ tuần tra cơ động liên ngành để kiểm tra kiểm soát việc thực hiện giãn cách và xử lý các hành vi vi phạm